Hello anh em, hôm nay thì em Tú sẽ mang tới cho anh em một bộ build Endgame tàn sát, Game of Foot và Rank War. Bước đầu tiên, Game of Foot. Khi chúng ta đánh thường trúng Survivor mà có thời gian chơi với chúng ta lâu nhất thì sẽ trở thành Obsession. Game of Foot sẽ kích hoạt, đạp máy ván hoặc cửa gỗ sẽ cho chúng ta thêm 5% tốc độ di chuyển trong vòng 10 giây. Bước thứ hai đến là Rank War. Mỗi khi một máy phát điện được hoàn thành thì aura của chúng ta sẽ hiện lên cho Obsession thời gian vòng 3 giây. Đổi lại thì tất cả vị trí của Survivor khác sẽ lộ diện trong vòng 3 giây. Một khi cộng nạp năng lượng thì Obsession sẽ chịu hiệu ứng Expose và chúng ta có thể kết liễu Obsession luôn. Bước thứ 3 là No Way Out. Cứ mỗi lần treo một Survivor lần đầu tiên thì chúng ta sẽ nhận được một token. Một khi cộng được nạp năng lượng thì No Way Out sẽ kích hoạt. Survivor mà chạm vào cộng thì cộng sẽ khóa lại trong vòng 12 giây và thêm cứ mỗi 12 giây đối với mỗi token mà chúng ta kiếm được. Đồng thời phát ra một tiếng nổ thông báo cho chúng ta nghe thấy. Và bước cuối cùng là Remember Me. Mỗi khi Obsession bị tụt một thanh máu thì chúng ta nhận được một token. Tăng thời gian mà cộng thêm 4 giây đối với mỗi token và tối đa là 16 giây cộng thêm. Và Obsession sẽ không phải chịu hiệu ứng mở cửa chậm. Và trước khi vào game play thì anh em nhớ like, sub và chia sẻ cho em Tú nha. Trong thời gian qua thì anh em chia sẻ cho em Tú nhiều nên em Tú video em Tú tăng view kha khá. Em Tú cảm ơn anh em nhiều. Và không lưu thuyên nữa, giờ chúng ta bắt đầu thôi. Red Shop. Cửa hàng tồi tàn. Hai thằng bên kia, một thằng bên này. Ada quậy luôn. Mà em không biết em Tú có nghĩ là nên qua phá hai con kia không nhỉ? Bởi vì em Tú nghĩ nếu em Tú qua bên kia chơi một thằng thì thằng còn lại nó cũng sửa máy à. Nên quyết định thôi. Úi giời ơi, má khó chịu đấy. Đập hụt mới cay chứ. Rất mất thời gian luôn. Rồi, em Tú có game ở phút, đừng tăng tốc độ chạy. Mày chạy nhanh bằng tao không? Chạy nhanh bằng tao không? Sao mà ván nhiều thế nhờ? Dead hat không? Không, dead hat. Một thằng bên này, một thằng bên kia. Con chó này có ba lần lên đi chắc luôn này. Đấy, ta biết ngay. Cứ mon men lên đồi là thế nào cũng ba lần lên đinh. Không được bán. Và tham cửa sổ. Biết ngay. Em Tú chứ đọc vị bọn này luôn anh em ạ. Lút cán, lút cán, lút cán. Như đọc vị tâm lý tội phạm luôn mà. Hầu như chả có thằng nào mà mới vào đập cái lô sách cả. Kinh nghiệm luôn đấy. Na đến chỗ này bắt đầu lại khó rồi. Lại khó rồi, lại khó rồi, lại khó rồi anh em ạ. Lút cắn không? Lút cắn luôn. Trận này mình đang người khá là nhanh đấy. Lại xong máy rồi. Cay thật. Tao biết một đứa bên này lại con Ada chứ gì. Mày bâu cái máy này từ đợt cuối hơi bị lâu đấy. Á đù. Á đù. Nhanh. Xe buýt này làm lại rồi nha anh em ơi. Nó tách ra hai cục rồi. Không đập ván chứ gì. Nó không còn OP như ngày xưa nữa nên chờ chơi khá là dễ. À, quên. Em Tú giật điện là nó không nhảy qua cửa sổ được chứ nhờ. Mình lại đi đón đầu. Cay thật. Ui, giật hụt kìa. Pha này mà giật trượt là ngon rồi. Cay thiệt. Con Ada này làm tao hơi bực mình rồi đấy. Con chó này làm gì đấy? Alo. Kéo nó, tập trung con Ada đã. Ơ à. Chết. Em Tú hơi vội. Nhưng mà không sao, chỗ này không còn ván ở đâu. Đề phòng thằng này pin em Tú giật phát cho chết luôn. Hai thằng bên kia lận à. Đấy, em Tú treo gần máy thế là đắp được cam luôn. Không biết là có nên cam không. Hay là... Ui. Đông thế. Một thằng sau này đúng không?
Ta vừa thấy xong, răn co báo hiệu được xong. Mà nó chạy lại nó bật ngưng động thời gian ạ. À. Thằng mất dạy này. Gì luôn? À cứu 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 cứu. Cứu 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 cứu. Chỉ mục tiêu qua con này vậy. Tanh hổ cho nhau này. Chết rồi, chúng bọn này chơi Team Wolf quá. Còn lại hai máy mà còn bốn thằng còn sống. Chết 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 chết. Hết ván rồi em. Giờ em chạy đi đâu đấy? Em chạy đi đâu ấy? Vẫn còn ván chỗ này. Kỳ lạ thật. Hết ván. Tất cả đã kết thúc rồi. Static Blast. Lại Bowman à? Máy này gần xong luôn rồi này. Căng rồi, căng rồi, căng rồi, căng rồi. Có dấu chân ở đây. Chạy qua bên kia rồi. Quả bay lên. Xua kèo bên này luôn. À, con chó này còn tiếc ván. Tao sợ mày luôn đấy. Ha, không qua được cửa sổ đâu em, giật điện rồi. Em tiếc ván là giờ em phải chết. Ồ đeo chúng kìa. Khó thế. Chết mẹ rồi. Nó liên tục tìm cái ván liên tục luôn anh em ạ. Căng rồi, căng rồi, căng rồi, căng rồi, căng rồi, căng rồi, căng rồi. Chết. À, cái máy này gần xong một con Ada vẫn thích bấu cái main. Từ đầu đến giờ con Ada toàn bấu cái main không à. Con lợn này. Em túi như chơi treo con này hai lần rồi đúng không? Ui xong máy luôn rồi. Vậy thì mày chết. Obsession đó, Obsession đây em ạ. Được, 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 được. Rồi, mày Obsession là mày thấy công chuyện với tao. Đã chưa? No way kích hoạt anh em nhé. Đấy, nổ mà nổ 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 là no way kích hoạt rồi đấy, khóa cổng rồi. Static Blast. Một con lợn bên này. Mày là thằng tiếp theo sẽ chết. He he he, đứng lại. Mẹ. Khó chịu thế nhờ, sao cảm giác gần bị dắt mũi thế ta. Chỗ người ta chưa đập cửa đó bạn. Bạn chạy vào đây khắc gì chui vào rọ đó bạn. Nó trở thành obsession rồi anh em ạ. Anh chú đi xiêm chết nó được. Alo bạn ơi. Bạn làm gì đấy? Hình em tụi có remember me 4 stack nên mở cổng lâu đấy. Không rồi chết bọn này luôn. Má à, còn ba thằng lận. Căng rồi. Được ván à. Static Blast. Một con lợn mở máy đầu này. Mày chết với tao. Bạn ơi khoan 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 khoan. Khoan mà. Anh em thấy chưa? Hên tú mang Remember Me đấy. Nó mở cổng ship lại xong luôn kìa. Chết. Hai mạng ngon này. Thằng thứ ba đâu? Ít nhất phải liếm được ba mạng anh em ạ. Nó mới được bỏ công mình chơi build này. Vừa thấy một thằng hết ở đây xong này. Giờ không thấy nữa. Lạ thật đấy. Thôi canh cái cổng này luôn. Em cũng nghĩ cổng này sẽ mở sắp xong rồi. Ui, được qua luôn. Rebecca, Rebecca, Rebecca nhá. Rebecca đang ở đây. Nó chơi mình đúng không? À, tên này à. Tính dùng ba lần landing để cút đúng không? Không được đâu nha. Rồi, mày sẽ là mạng thứ ba. Ủa, ủa, hét hét hét. Úi giời ơi, cháy đen cái mặt luôn. Easy.
Anh em thấy chưa? Đẳng cấp game ở phút còn rank co chưa? GG. GG. Làm kinh lên. Phố làm kinh lên. Hai thằng trên lầu, hai thằng dưới đất. Má, một cái thằng này nó sửa máy, nó quay kính thật. Nó tính bùm 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 hai máy cùng lúc luôn mà. Này thì bùm 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 bùm. Bỏ 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 bỏ. Tiếp theo là lên lầu quay hàng quỷ kia. Không thể để chúng nó xăng máy liên tục được. Như vậy chỉ có toang. Tao lên tới nơi rồi vẫn ngồi sửa được. Con người gì mà nó lạ kỳ. Ôi, còn bao chậm nữa. Thách thức em Tú rồi, nó thách thằng thách thức rồi. Chó thách thức. Mọi. Ủa đâu rồi? Lồn gì đấy? Ra đây lúc nào ấy nhờ? À, lừa tao à? Mày lừa. Tại sao mày lừa? Nổ máy liên tục. Trông cay thật. Con chó Adam này có tiếng sửa máy trên lầu nhá, con chó cây đúng không? Giời, vào chậm vào chậm vào chậm. Hello, điện giật vào người chết ngay. Thằng nào đây? Thằng Adam à? Tao dí mày tiếp. Này thì vào này. Để giờ xem có thằng nào ở đây không rồi nhé. Nó trực cứu đấy. Không có một Adam thôi. Giời, con chó phanh minh. Lại ngưng động thời gian. Cái thằng nào mang ngưng động thời gian thế? Thằng nào mà mang ngưng động thời gian? Bực thật đấy. Không hiểu nổi. Ấy da, đéo được ván luôn. Hello, bạn đang bị thương mà sao bạn dám sửa máy trước mặt mình ấy nhỉ? Bạn ăn gan gì đấy? Bạn không có để hát đúng không? Con phanh minh, con phanh minh. Con lợn đấy tính đi bộ à? Đừng nói có spin bớt nhá. Static Blast. Úi giời, một thằng dưới một thằng trên đầu thôi, phải em Tú phải can thiệp thôi. Không thể nào cho nó xong cái máy này được. Rain là trên luôn, là Rain à? Rain Remit à? Úi giời, Rain Remit, Rain Remit. Rain Remit app. Em Tú đau người liên tục luôn, thế này mà thua nữa chịu. Thua nữa được chịu. Lại ôm cái máy này rồi. Khốn nạn thật. Thôi quay con phanh minh. À không, qua con này đi. Ha. Tao quành hai phát mày loạn luôn. Mày đèn pin, mày đèn pin, mày đèn pin. Thôi giật địa phát đã cho chắc đi. Trời ơi, bên này đông thế. Đông áp. Em Tú có thấy có đây đây đây, nó tính quá cứu. Thôi tình hình này thì cam luôn, còn đợi cái gì nữa đây. Thằng Adam quá cứu rồi, mày chết. Mày nhớ là mày bị tem một lần rồi đấy, giờ mày cứu ra là mày chết. Ủa sao không bốc được? Lỗi game rồi. Xàm thế, chết cha mày đi. Trời ơi, bốc được thằng Adam là thằng con kia ỉa luôn đấy. Em Tú cay thật. Khá xui kèo chúng nó sửa máy đầu kia. Địch ngay. Con lợn phiên minh này, con này là cái con chay hay nhất này, nhìn là biết luôn. Biết lừa, biết fake.
Hai biết ngay mà, khó chịu chưa? Ui giời ơi. Rồi, đập bán đi bạn. Tôi hơi mệt với bạn đấy. Đập cái bán này luôn. Giờ qua thằng khác đi nhỉ. Quay về tunnel đi. Vẫn đang ngồi ỉ ở đây được. Tài thật. Con kia xác định là phải ra đi rồi. Thằng Adam cút. Hay là gì Adam luôn ta. Nó phải cuối rồi đấy. Khá là hợp lý đấy. Có bắt thằng sửa trên lầu nha. Chắc chắn em cũng phải giật điện để căn thêm không cho nó sửa rồi. Giật điện thôi nhỉ. Static Blast. Úi con chó mình chưa lên cầu thang. Ủa, lên cầu thang rồi. Rồi lúc là mày chết rồi đấy. Thôi bán. Rồi. Tình hình này không ổn rồi đại vương à. Ván này mày chết chắc. 10 năm nữa cũng không lúc được cái ván này nhá. Nói cho mày biết. Úi giời ơi. Ta biết ngay mày sẽ vào. Fake à? Fake không? Fake. Bắt chứ có fake min. Kịch kim. Lại có đối xử trên lầu rồi. Ui, làm gì đấy? Hai thằng kịch kim. Easy chưa? Có thằng bên nhảy xuống rồi nha. Ui chết mẹ rồi bạn, những em tôi chưa đập anh em ạ. Thôi toang 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 cứt toang cứt toang cứt. Con này thì chắc chắn là sẽ rời lúc rồi. Nhìn cái màu này là biết rồi. À đúng, đâu rồi? Khốn nạn. Không hiểu sao mất dấu được nhờ. Thôi đạp hết cái ván luôn cho chắc cái. Mất công nó quành mình vài phát nữa là mình đái luôn. Em tú lên đạp cái máy này đã. Con chói con min sửa sắp xong luôn. Bọn này nó thi nhau là bộ máy ghê thật. Không ngờ luôn đấy. Mặc dù em tú đau liên tục như vậy rồi. Thấy rồi nha. Lo mà vác chân mà chạy đi nha. Ui con chó này. Chặn đầu ngay, chặn nước rút ngay. Khó chịu thế nhờ. Cửa sổ này điên thật đấy. Ui sao mày luôn á. Sao mày luôn. Chơi con này mệt quá, cao thủ quá. Đúng là cao thủ võ lâm. Rồi, xác định một đập vào đầu. Bốp. No way out còn chưa thấy kích hoạt, không biết thằng kia chạm chưa. Khả năng cao là nó chưa chạm cổng. Rồi, chạm cổng rồi, no way out kích hoạt rồi. Làm ơn hãy khóa máy cho tới khi tôi qua bạn ơi. Má nhiều bán vậy. Đập bán đi bán. Chó này lì thế. Đập bán. Mày thích chơi lì với tao à? Mày chó này. Úi dồi, the fake. Đập bán là cút. Úi dồi, úi dồi. Cút. Mãi mới bắt được đấy. Giờ phải bị trừng phạt thôi. Mày sẽ phải bị trừng phạt. Chết nhá. Cái tội lừa tao nhá. Nhây này. Chết cha rồi. Giờ em tù có hai lựa chọn. Một là tìm hầm trước. Hai là mở cái tìm canh cổng. À, khó nhờ. Xong hết máy khó thật. Thôi em Tú nghĩ nên qua cổng đi. Chứ tìm hầm bây giờ nó mở cổng là chết em Tú. Không có ai hết luôn. Không biết là xung quanh đây có hầm không. Chưa mở cổng, chưa mở cổng, chưa mở cổng. Hầm ơi, hầm đâu rồi hầm ơi. Không thấy hầm đâu là sao.
Chán thế. Thôi canh cổng vậy. Bực quá. Cổng này mở, ai mở chưa nhỉ? Hên, chưa mở. Đợi static blast hồi xong rồi mình làm thêm cú nữa là đẹp đấy. Rồi, lại gần cổng này tao giật cho cái chạy dài luôn này. Static blast. Ui giời, lộ là hỏng rồi. Mà cộng luôn kìa, lão chưa? Nhưng mà hãy nhớ là em tôi có remember me. Dấu chân ở đây, dấu chân ở đây. Rồi ngắt quảng ở đây luôn à. Sao lại đeo có đứa nào là sao nhỉ? Quả bay lên à, con chó này lại mở cổng à. Mày hay quá nhờ. Á đồ. Remember me, hãy hoạt động đi. Đâu rồi? Núp sau bụi cây. Mày thấy sức mạnh của Remember me chưa? Chết mẹ, không dám đập, sợ đập ván vào đầu quá. Remember me, mẹ mở cửa siêu lâu luôn. Siêu lâu luôn. Lại chạy đi đâu rồi không biết. Chạy qua bên này à. Bên đó tôi check là không có hầm đâu bạn ơi. Bạn qua đó bạn chết đấy. Mình nói thật. Không có mỗi hầm nào bên này luôn. Uy tín. Rồi tới đây là toang. Úi giời, nhảy nhảy loạn xì ngầu hết cả là. Úi giời, nhảy 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 nhảy. Úi giời, nhảy 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 nhảy. Mình xin tầm ván nha. Rồi mình xin cái mạng của bạn luôn nha. Rồi mày chết, mày chết. Bài ra quần chưa em? Chi 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 chi.